Xin chào anh chị và các bạn thân mến. Có lẽ thì anh chị và các bạn cũng đã đầu tư trái phiếu doanh nghiệp iBond tại Techcom Security được một thời gian dài rồi đúng không ạ? Và có thể là trong cuộc sống thì đôi khi mình cũng cần tiền và mình muốn bán các cái trái phiếu đó trước hạn. Vậy thì làm như thế nào để mà bán được các cái trái phiếu này để mà mình có được cái nguồn tiền sử dụng cho các cái mục đích của cuộc sống của mình? Vậy thì sau đây tôi sẽ chia sẻ với anh chị các cái cách thức mà tôi đã thực hiện để mà bán trước hạn cái trái phiếu doanh nghiệp của mình tại nền tảng TC Invest của công ty chứng khoán Techcom Security, để các anh chị có thể hiểu được cái cách thức thực hiện giao dịch, cũng như là đối với các anh chị mới thì có thể nắm được, biết được cái quy trình để mà giao dịch bán cái trái phiếu. Và sau đây xin mời các anh chị và các bạn cùng xem cái slide và cái review thực tế mà tôi chia sẻ ở trên cái ứng dụng TC Invest. Xin mời các anh chị. Chào mừng anh chị và các bạn đến với chương trình học trải nghiệm tài chính cá nhân. Chương trình được phát sóng vào 20 giờ tối thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube Tiền của tôi Official. Để tìm kiếm các cái bài học mới nhất, anh chị vào YouTube và gõ từ khóa Tiền của tôi sẽ có rất nhiều các cái bài học mới nhất để anh chị tham khảo. Để nhận được các cái thông báo về các cái bài học mới nhất, anh chị đăng ký kênh và ấn vào nút chuông. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều ạ. Xin chào anh chị và các bạn đến với chuỗi các bài học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp trên kênh YouTube Tiền của tôi Official. Tôi rất là vui khi được chia sẻ những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm của mình về đầu tư trái phiếu doanh nghiệp tại Techcom Security cũng như là đầu tư trái phiếu doanh nghiệp trên thị trường. Nội dung của cái bài học ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với các anh chị các cái cách bán trái phiếu doanh nghiệp iBond và các cái hướng dẫn bán trái phiếu doanh nghiệp iBond trên ứng dụng TC Invest của Techcom Security ạ. Thực ra là cái trái phiếu iBond là một cái tên mà Techcom Security họ đặt ra cho các cái trái phiếu khi mà bán trên cái ứng dụng TC Invest rồi ạ. Trước khi mà vào các cái video sau thì tôi muốn chia sẻ với các anh chị về nhà đầu tư nào sẽ phù hợp để xem cái video này để chúng ta cũng đỡ mất thời gian đúng không ạ? Thì thứ nhất là các nhà đầu tư đang thực hiện đầu tư trái phiếu doanh nghiệp tại TCBS. Có lẽ đây là một nhóm nhà đầu tư rất là quan trọng để mà hiểu được cái việc là mình cần thực hiện bán trái phiếu như thế nào, đúng không ạ? Thứ hai nữa là gì? Các nhà đầu tư có nhu cầu tìm hiểu về các cái quy trình bán trái phiếu doanh nghiệp tại TCBS. Đó. Thì chúng ta sẽ cần nắm rõ được rằng chúng ta tìm hiểu về công ty chứng khoán Techcom Security để giao dịch mua bán trái phiếu như thế nào. Đó là trọng tâm hướng tới với các nhà đầu tư đó. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu rõ cách bán trái phiếu doanh nghiệp iBond như thế nào. Có lẽ khi đầu tư trái phiếu doanh nghiệp iBond thì một trong những lý do quan trọng nhất đối với nhà đầu tư trái phiếu doanh nghiệp đó chính là khả năng có thể giao dịch bán trái phiếu được đúng không ạ? Chúng ta bán trái phiếu trước hạn mà chúng ta vẫn nhận được lãi hoặc thậm chí chúng ta có thể nhận được lãi nhiều hơn lãi chúng ta có thể được nhận. Nó khác với gửi tiền gửi tiết kiệm, đó chính là gì? Tiền gửi tiết kiệm ấy thì nhà đầu tư chỉ có bán lại cho ngân hàng thôi. Tuy nhiên, đối với trái phiếu thì có thể bán lại cho cả tổ chức phát hành lẫn bất kể các nhà đầu tư khác hoặc là đại lý phát hành, đúng không ạ? Rất là linh động. Thì đối với trái phiếu iBond thì chúng ta sẽ xem xét đối với từng sản phẩm nhé. Bởi vì là gì? Techcom Security họ cấu trúc các cái sản phẩm của trái phiếu iBond dựa trên cái tính linh hoạt về việc bán trái phiếu đó. Thế thì các bạn sẽ phải cần phải xem rất là rõ với ba sản phẩm tích lũy bền vững, dòng tiền định sẵn và đầu tư linh hoạt xem cái cách thức mà chúng ta thực hiện bán trái phiếu như thế nào nhé. Thứ nhất, đối với trái phiếu tích lũy bền vững, chúng ta sẽ thực hiện bán bằng cách là chúng ta tự đi tìm người mua trái phiếu ạ. Và sau đó thì chúng ta sẽ ký kết hợp đồng tại văn phòng của Techcom Security hoặc TCBS. Đấy, tức là giao dịch này là giao dịch offline. Hai người tự mua bán với nhau và ông TCBS ấy, ông chỉ xác nhận thôi. Đó, vì ông TCBS là ông ấy là đơn vị mà tư vấn phát hành và ông ấy lại quản lý đấy, cái trái phiếu nữa.
Đối với sản phẩm trái phiếu dòng tiền định sẵn thì chúng ta sẽ thực hiện bán như nào ạ? Thứ nhất là chúng ta sẽ bán online ở trên cái ứng dụng TCBS, menu đặt lệnh trái phiếu. Đây, bạn có thể vào trên cái ứng dụng menu đặt lệnh trái phiếu, các bạn có thể xem đây luôn ạ. Đó thì các bạn vào cái chuyên mục bán nhá. Đó thì các bạn có thể thực hiện bán được luôn ở trên này. Đó, rất là dễ đúng không ạ? Nhưng mà lưu ý là đối với sản phẩm này thì chỉ bán trên online ở trên cái ứng dụng TC Invest ấy, tại cái thời điểm mà đáo hạn của cái trái phiếu theo cái cam kết của TCBS thôi ạ. Đó, thì TCBS họ sẽ cam kết là môi giới bán thành công, hoặc họ chính là người mua luôn cho các bạn. Cách thứ hai là gì? Nếu mà nhà đầu tư muốn bán trước hạn thì tự tìm người mua trái phiếu thôi và ký kết giao dịch tại văn phòng TCBS hoặc Techcombank, rất là đơn giản đúng không ạ? Thì cách này nó hơi hơi mệt chút nhưng mà thôi thì cũng vẫn thực hiện được, bởi vì trái phiếu là được quyền giao dịch mà, ai cấm đâu ạ, không ai cấm mua bán cả. Đối với cái sản phẩm trái phiếu linh hoạt đấy ạ, thì làm sao? Thì chúng ta sẽ bán online trên ứng dụng TCBS, chúng ta sẽ bán ở trên cái chuyên mục là thỏa thuận trái phiếu mà tôi hay gọi đó chính là cái chợ giao dịch trái phiếu đó. Thì các bạn có thể xem đây ạ, ở trên cái chuyên mục thỏa thuận trái phiếu và chợ giao dịch trái phiếu đấy ạ, rất là dễ để các anh chị có thể theo dõi được cái chợ này bán ở trên này, nhiều nhà đầu tư lắm. Hiện tại thì TCBS chiếm tới 80% thị phần giao dịch trái phiếu trên thị trường. Chính vì vậy mà rất nhiều các nhà đầu tư nhỏ lớn đều tham gia ở cái chợ này, và đây là một cái điểm khác biệt so với tất cả các cái công ty chứng khoán hay ngân hàng trong cái việc giao dịch mua bán trái phiếu, đó chính là TCBS họ tạo ra được một cái chợ như thế này đấy, và quy tụ tất cả các cái nhà đầu tư trên cái chợ này để giao dịch mua bán, đó rất là thuận tiện đúng không ạ? Và để các anh chị dễ dàng hình dung được cái cách thức thực hiện giao dịch bán trái phiếu trên ứng dụng TC Invest thì tôi sẽ review và hướng dẫn cách bán trái phiếu trên ứng dụng TC Invest cho các anh chị nhé, để các anh chị dễ dàng thực hiện, để mà hiểu rõ hơn, để mà đầu tư một cách nó tự tin hơn ạ. Đây là một cái màn hình giao dịch của TCBS này. Đó. Thì có hai cái chuyên mục mà các anh chị cần phải rất quan tâm, đó chính là chuyên mục đặt lệnh trái phiếu này và chuyên mục thỏa thuận trái phiếu này. Đặt lệnh trái phiếu tức là anh chị bán cho công ty chứng khoán Techcom Securities. Còn thỏa thuận trái phiếu là các anh chị bán cho các nhà đầu tư khác hoặc là Techcom Securities. Đó. Thế thì vào cái chuyên mục đặt lệnh trái phiếu này thì anh chị sẽ chỉ bán được cái sản phẩm là dòng tiền định sẵn thôi ạ. Đó. Chỉ bán được cái sản phẩm dòng tiền định sẵn thôi. Đây ạ. Anh chị vào phần bán nhé và chọn cái sản phẩm dòng tiền định sẵn để bán. Hiện tại thì tôi đang không mua cái sản phẩm dòng tiền định sẵn, vì vậy là tôi không có để bán. Nhưng cái nguyên lý cơ bản là khi muốn bán thì vào đây ạ. Đó. Và bán thì bán tại cái thời điểm mà đáo hạn theo cái cam kết của TCBS nhé. Tức là đáo hạn cam kết thôi. Ở đây là TCBS họ cam kết là 3 tháng hay là 6 tháng hay là 9 tháng hay 12 tháng là chúng ta được quyền bán lại cho họ, họ mua lại hoặc là họ môi giới mua lại. Đó. Thì chúng ta vào đây chúng ta bán vào đúng cái ngày đó. Giống như bạn đi gửi tiết kiệm ấy, là bạn gửi 3 tháng thì đúng 3 tháng là bạn đến bạn rút sổ thôi thì bạn nhận lãi về, thì ở đây cũng tương tự như thế, nó cũng dạng dạng sản phẩm tiết kiệm ngân hàng, dạng dạng như thế. Và chỉ áp dụng đối với sản phẩm dòng tiền định sẵn thôi nhá. Để bán các cái trái phiếu linh hoạt thì các anh chị sẽ vào thỏa thuận trái phiếu này. Đó thì đây trên là đây là một cái màn hình giao dịch bán trái phiếu này, thì có hai cách bán nhé, hai cách bán rất dễ. Một là chúng ta sẽ vào đặt lệnh bán này và chúng ta chọn trái phiếu bán này. Đây ví dụ tôi có màn sàn, tôi bán trên này, các anh chị có thể thấy không? Để tôi nhập giá tôi bán này, thì tôi có một cái video rất chi tiết về cách tính giá bán đấy, để làm sao đạt được kỳ vọng của anh chị và cũng đạt được kỳ vọng của các nhà đầu tư khác. Thì anh chị vào đây bán nhé, đặt bán ở đây này. Đó. Xong anh chị nhập mã OTP vào để bán được.
Cách thứ hai để bán được thì các anh chị ấn vào cái nút bán đây, tức là ở đây là gì, chúng ta xem ở trên cái chợ giao dịch này này có ai mua đúng không ạ. Đây là những nhà đầu tư mua này, đó đây này họ mua này, thì chúng ta bán này, họ đang muốn mua 300.000 này đó, rồi họ đang muốn mua 1.285 này đó, họ họ đang muốn giao mua đấy. Thì anh chị mà thấy phù hợp với cái mức lãi suất này thì anh chị sẽ bán thôi đúng không ạ. Nếu tôi có sản phẩm thì tôi sẽ bán cho các nhà đầu tư đấy, tôi chỉ cần vào tôi ấn kích bán xong dễ lắm. Hiện tại là gì, là do tôi chưa có trái phiếu này nên tôi không thể bán được ở trên này đúng không ạ. Khi nào tôi có thì tôi mới bán được đó, tôi chỉ có mỗi man san thôi. Bây giờ có ai mua man san tôi sẽ bán được ngay. Như vậy là tôi vừa chia sẻ cho anh chị cái cách thức thực hiện bán trái phiếu ở trên cái ứng dụng TC Invest bán online đấy ạ. Còn cái việc mà bán offline thì các anh chị sẽ phải tự tìm người mua đúng không ạ, rồi ký kết cái đề nghị chuyển nhượng tại văn phòng của ngân hàng hay là của công ty chứng khoán TCBS bán, nó cũng giống hệt như các cái văn kiện bán online thôi, nó cũng không khác gì đâu. Cuối cùng thì để mà các anh chị có nhiều kiến thức sâu hơn rồi có thể trao đổi thảo luận, có thêm những góc nhìn đa chiều hơn từ các nhà đầu tư khác thì mời các anh chị tham gia cái cộng đồng nhà đầu tư Techcom Security trên Facebook. Đó, tôi có cái địa chỉ rất rõ ràng rồi ạ. Thứ hai nữa là anh chị có thể là đăng ký mở cái tài khoản free theo link ở dưới phần mô tả hoặc là phần bình luận. Nếu mà các anh chị chưa có cái tài khoản để đầu tư, các anh chị có thể nhập cái mã là 105C041670 để mà thực hiện giao dịch bán. Thứ ba là nếu anh chị có chưa có người đồng hành tư vấn trong quá trình đầu tư thì anh chị có thể nhập mã 105C041670 để lựa chọn người đồng hành là tôi trong quá trình tư vấn nhé. Và có thể là anh chị ủng hộ tôi bằng cái việc là anh chị khi bán trái phiếu ấy, anh chị nhập cái mã 105C041670 để ủng hộ tôi, vì Techcom Security họ sẽ trả cho tôi một phần cái chi phí trong cái việc mà tôi hướng dẫn cho các anh chị thực hiện đầu tư. Các anh chị sẽ không bị mất bất kỳ một khoản chi phí nào đâu ạ. Thứ tư là anh chị truy cập vào cái blog tiền của tôi.vn để học 26 cái bài học đầu tư trái phiếu trên TCBS. Tôi chúc mừng các anh chị đã hoàn thành cái bài học này và xin cảm ơn các anh chị và chúc các anh chị gặp nhiều may mắn trong quá trình thực hiện đầu tư. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở những cái video học về đầu tư trái phiếu doanh nghiệp tiếp theo ạ.